Dạ con xin chào ông bà, cô bác, anh chị và các em. Hôm nay mọi người có khỏe không? Nếu quý vị nào chưa có thời gian nhấn chữ đăng ký hay còn gọi là subscribe ở dưới phía góc bên tay phải của màn hình thì làm ơn nhấn chữ subscribe màu đỏ. Còn nếu chữ subscribe đã chuyển sang màu đen rồi, đồng nghĩa là quý vị đã ủng hộ con rồi. Xin đừng nhấn nữa nha. Xin quý vị ủng hộ giùm con nhé. Dạ con xin chào ông bà, cô bác, anh chị và các em. Hôm nay mọi người có khỏe không? Hôm nay ở Sắc Thô thì trời rất là đẹp nhưng mà gió hơi nhiều, bởi vì con mới trốn vô cái nhà đây để con chia sẻ cùng mọi người nha. Nếu mọi người có thời gian thì mến mời mọi người cùng con chia sẻ nha. Hôm nay đề tài của chúng ta là Bible và cái thùng đựng Bible ha. Trước hết chúng ta muốn làm một cái filter cho cát khôi, hay còn gọi là bộ lọc nước đó, thì điều quan trọng chúng ta là phải chọn cái Bible nào tốt thiệt được tốt, con vi khuẩn có thể ở trong đó một thời gian khá dài, vài chục năm, và cái thùng đựng cũng phải là an toàn theo một thời gian dài mà không có bị cái vấn đề gì xảy ra ha. Thì chúng ta bắt đầu bàn tính thiệt cho là thiệt là kỹ càng để sẽ không có vấn đề gì nha. Ông bà ta cũng có một câu rằng bút xa là gà chết, đúng không? Bộ lọc, muốn tìm một cái bộ lọc tốt thì là tốt để cho cá khôi nó sống tốt. Lý do tại sao mà chúng ta nuôi cá khôi để làm gì? Chúng ta nuôi cá khôi là tại vì ở ngoài cuộc sống nó đã vất vả, tranh đua mọi thứ. Bây giờ sau khi đi về nhà thì chúng ta muốn có một cái hồ cá khôi và một bộ lọc tốt thì là tốt để sẵn sàng sau khi chúng ta thả cá khôi xuống thì con cá, những chú cá đó tung tăng bơi lội trong cái hồ cá đó có một cái sự sống bền lâu, bền vững, để những cái chú cá khôi đó sống một thời gian dài để cho tiếp cho chúng ta, là khi chúng ta nhìn vào những cái chú cá khôi đó có nhiều màu sắc đẹp và rất là thân thiện á, nhiều khi chúng ta đưa cho nó ăn thì sẽ giúp cho tâm hồn của chúng ta được thoải mái nha. Thì Bible thì đây nè, Bible nó rất là có nhiều loại, chút xíu con sẽ chia sẻ nha. Bible có thể dùng cho cá nước mặn và cá nước ngọt nha. Cái Bible nghĩa là gì? Bible để cho những con vi khuẩn á, con vi khuẩn đó nó sống tốt ở trong đây. Nếu mà mình cái bộ lọc mà không có Bible đó thì con vi khuẩn đó nó sẽ không có sống được, thì cá của mình không có thể sống được ha. Và cái vi khuẩn đó từ đâu có? Vi khuẩn đó từ đâu có nha. Nhiều khi quý vị bỏ cái Bible này vô cái bộ lọc của quý vị mà không có vi khuẩn thì cá nó cũng không có tốt. Câu hỏi, cái vi khuẩn, cái vi khuẩn nè, vi khuẩn á, vi khuẩn từ đâu có? Vi khuẩn là sau khi con cá nó ỉa ra thì nó sẽ vô một cái bộ lọc, sau khi bộ lọc đó nó sẽ chặn những cái phân cá lại đó thì nó sẽ ra một cái nước rất là sạch. Những cái nước đó nó sẽ tự động, những con vi khuẩn nó sanh ra, những con vi khuẩn nó sẽ vô trong đây ha, nó sống ở trong đây, nó sẽ convert nitrate, nó chạy lại và nó xuống cái hồ cá của mình để cho cá của mình healthy hay là sao có sự sống tốt ha. Cái Bible, cái filter hay là cái bộ lọc mới á, mình bỏ vô thì sẽ không có vi khuẩn liền nha. Nếu mà Kiệt nên recommend hay là khuyến khích mọi người, nếu
những dành cho những cái hồ nào mới mà xây đó, bỏ bộ lọc mới và cái những cái bài bo mới đó vô đó, mình phải mua cái vi khuẩn đó bỏ vô. Tại vì những cái bộ lọc này á, nếu mà bay bo nó tốt á, phải nó thét khoảng chừng cũng phải kéo dài khoảng chừng từ 3 tháng là nó mới có con vi khuẩn sống ở đây nha. Những bộ lọc mà giống như bằng cái bay bo mà bằng mũ kiểu này á, 1 năm tới 1 năm rưỡi lận. Bởi vậy Kiệt mới chia sẻ là bay bo như thế nào ha. Nếu mà mình muốn cái bay bo nào mình á, mà có vi khuẩn liền đó, thì thường thường ở đây là Kiệt order, Kiệt mua từ ở bên nước Anh á, nước Anh nó mới có. Tại vì những cái con vi khuẩn đó đó, nó mua từ ở bên nước Anh nó mới gửi qua cho mình nha. Đó. Và đồng thời quý vị nên, đây là một cái vấn đề rất là quan trọng á, cái bay bo lúc nào không được rửa nha quý vị. Cái bay bo này là tại vì mấy con vi khuẩn nó sống ở đây rồi. Muốn con vi khuẩn nó sống ở đây rất là khó. Mà nhiều khi nhiều có khách hàng của Kiệt, có nhiều người tới, người ta nói lâu lâu người ta đi lấy cái bay bo này nè tới rửa. Quý vị đừng rửa. Tại vì lúc mình rửa mình đã giết những con vi khuẩn ở trong rồi. Đừng rửa. Và mình sẽ bảo vệ những cái bay bo này nước dơ không được nha. Bay bo lúc nào cũng phải là nước sạch. Sau khi bộ lọc mà lọc hết những cái phân cá rồi đó, nó mới chạy vô tới đây, là cái bay bo đó, những con vi khuẩn nó sẽ trốn trong đây, nó ăn những cái chất, cái phần đó mới convert nitrate, nó mới chạy bay bo. Thì bay bo là bây giờ bắt đầu Kiệt sẽ giải thích bay bo là như thế nào. Bay bo thì nó có nhiều loại lắm, nó sẽ chia ra nhiều loại. Và đây là loại thứ nhất, là loại bằng mũ nha. Cái này là bằng plastic đó. Cái loại này plastic đó, quý vị thấy không, nó rất là mềm. Thì nó chia ra, Kiệt nhớ không lầm, nó chia ra 4 màu, màu xanh, màu xám, màu gray gì đó. Là cái đây là màu đen, mà đen tốt nhất. Thì cái mấy cái bằng mũ thì nó cũng rẻ tiền, không có mắc lắm đâu, cũng không có mắc. Nhưng một thời gian á, tại vì cái bay bo mình bỏ trong cái bộ lọc của mình càng lâu càng tốt. Nhiều khi bộ lọc mình bỏ đó vài chục năm đó. Bỏ, lý do tại sao bỏ là tại vì mấy con vi khuẩn nó ở trong đây. Nhưng ngược lại những cái này á, khoảng chừng 3-4 năm á, mấy cái này nè, quý vị thấy không, tại cái mũ mà. Đó, nè, một thời gian cái nó bể ra nè, quý vị thấy không, đó. Cái này là cái mới nha, đó, cái mới, nhưng mà quý vị thấy không. Đó, một thời gian nó bể ra. Thì nếu mà bể ra thì mấy con vi khuẩn ở trong đây nó không sống được, nó sẽ chết nha. Đây là một loại ha. Và ở đây một loại kế tiếp nữa ha, quý vị thấy không, đây cũng gọi là bay bo ha. Đó, nó tròn tròn giống như vậy nè, mà quý vị thấy không, đây nó cái này nó quá nhỏ, nó không có chỗ nào mà để cho vi khuẩn nó sống. Thấy không, quý vị bỏ vô cái bộ lọc, quý vị, nó chỉ chiếm chỗ thôi à, nó chỉ chiếm thổ thôi, nó đâu có bao nhiêu chỗ, quý vị thấy không, đâu có bao nhiêu chỗ để mà con vi khuẩn sống đó. Rồi ở đây thêm một cái cũng là gọi là bay bo ha, cái này cũng là bằng mũ ha, cái này gọi là K1 đó. Đó, quý vị thấy không? Thì mấy con vi khuẩn nó sẽ sống ở trong đây nè, quý vị thấy không? Đâu, cái chỗ này không có nhiều chỗ mà để cho nó sống, không có sinh trưởng được. Đó. Rồi bây giờ cái Việt sẽ giới thiệu qua một cái bay bo khác ha. Cái bay bo này là gọi là ceramic ha, nó làm bằng những cái chất giống như chất khoáng đó và cát ở trong đây ha, quý vị thấy không? Một cái này á, trên thị trường quý vị thấy không, mấy cái lỗ đây nè, nhiều lỗ, biết bao nhiêu cái lỗ nó sống ở đây. Mà một cái này á, ở trên thị trường nó bán 63 đồng tới 67 đồng nha. Nếu mà mua thẳng từ công ty đó là 67 đồng. Nếu mà mua trên thị trường ở ngoài là khoảng chừng 63 đồng, hay là tới mấy cái tiệm chỗ bán cá đó thì khoảng chừng 65 tới 67 đồng. Quý vị nếu mà thấy không, một cái filter bỏ bao nhiêu cục ở trong đây đó thì nó mắc quá đó. Có nhiều người người ta có thể mua nổi, có nhiều người người ta không đủ tiền thì làm sao, cũng có đó. Đây là mà cái đây là cái cao sáu khoảng chừng 65 tới 67 đồng một cục như vậy ha. Đó, rồi ở đây cũng là bay bo ha, quý vị thấy không, nó bự lắm.
Dạ, thì quý vị thấy những cái lỗ này không? Thì mấy con vi khuẩn nó sống ở trong đây ha. Thì cái này nó tính theo pound. Mà 10 pound á, 10 pound thấy quý vị thấy cũng nặng, 10 pound thì chỉ mấy cục thôi là 290 đồng. Đó, cái này thì chắc nghĩ dành cho những cái người già người ta mua, tôi mua thôi. Tiền thì nó là tiền nào của nấy, thì nó cái này nó tốt thì thấy quý vị thấy không? Những cái lỗ này thì mấy con vi khuẩn nó sống ở trong đây nè. Đó, nó sống ở trong đây. Đó, nó rất là tốt. Tại cái này cái bộ lọc của mình càng nhiều bio. Đó, cái này bằng ceramic bio chứ không phải bằng mũ nha, bằng mũ thật một thời gian nó sẽ tan, nhưng cái này á nó cũng tan, nhưng mà cái gì không có cái gì mà tồn tại hết á. Cái này có thể khoảng chừng vài chục năm, 20-30 năm, 30-40 năm, tùy theo cái lúc mà người ta nung như thế nào. Kiệt không có, Kiệt không có rành về cái này. Đó, cái này là khoảng chừng 10 pound thì khoảng chừng 290 đồng và 310 đồng. Đó, cho 10 pound nha. Đó, và ở đây thì Kiệt chỉ bán cái này thôi quý vị. Cái này cũng là ceramic nha. Lý do tại sao đó, quý vị thấy không, mấy cái lỗ á nó cũng dày thôi, nó nhỏ hơn cái này nha. Đó, nó nhỏ hơn cái này. Đó, nó cũng y chang, không có khác gì hết. Đó, nhưng mà cái này nó nhỏ hơn. Thì ở đây lý do tại sao mà Kiệt bán hai loại này. Lúc trước á là Kiệt chỉ nhập vô cái này thôi. Thì có nhiều khách hàng nói, ồ mình thấy ở trên online nó có bán mấy cục nhỏ nhỏ như vậy nè. Đó, mình thì mới gọi lên chỗ manufacturer. Thì nó nói tại vì nó không có control được. Tại những cái này á toàn là ở Trung Quốc không à. Chứ thiệt sự ở Mỹ, ở Nhật không có đâu. Tại vì quý vị biết không, những cái giống như thí dụ đi, giống như cái motherboard mà làm điện tử á, trên toàn thế giới chỉ có Trung Quốc mới có cái đất hay là cái chất cát đó mới làm được ra motherboard. Mỹ muốn làm cái đó cũng phải mua từ ở Trung Quốc qua. Cái này cũng vậy, những cái thứ này á là đều nhập toàn là Trung Quốc. Khác ở trên bảng hiệu là nhiều khi người ta nói là ta đóng thùng, ta gửi qua đây nguyên một tấn hàng lớn, người ta đóng thùng ở đây thì để là ở USA hay ở đâu đó, ở nước nào đó. Nhưng mà thiệt sự những cái chất này, những cái cát này, những cái chất này là từ ở Trung Quốc mới có thôi nha. Thì cái này lý do tại sao Kiệt bán hai cái. Thì lúc trước thì khách hàng nó hỏi, nó cũng có thấy mấy cục ở nhỏ nhỏ thôi, online thì nó bán nhỏ nhỏ thôi, nó bán những cái bio này Kiệt không có bán online nha. Khách hàng phải đi tới tận nhà. Tại vì mình muốn control, mình muốn giảm lại những cái nhiều khi ở ngoài thị trường, nhiều khi mình không nói giả mạo nhưng mà mọi người có một cái business riêng. Nó không có bán bự bự, nó bán nhỏ 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 như vậy nè. Nhưng mà quý vị biết không, một cái này á nó nung tới là 1800 độ, nó nung rất là cứng nè, quý vị thấy không? Rất rất là cứng. Đó. Lúc trước là Kiệt bán cái này, nhưng mà sau này á, Kiệt thấy nó cũng có cái giống màu màu như vậy, thì bây giờ Kiệt mới gọi qua bên Trung Quốc, Kiệt nói là mình đặc biệt là phải lấy cái này để cho nó khác lạ. Đó, cũng là mọi thứ nó cũng giống nhau. Giống như quý vị nuôi cá đó, cá đất sình á, tại sao ở dưới cá đất sình nó sẽ tốt hơn là nuôi ở trong hồ? Tại vì ở dưới đất sình nó có nhiều chất khoáng, mọi giống như chất sắt rồi chất mọi thứ nó gom lại thì cá nó ăn nó healthy. Đó, lý do tại sao mình nuôi ở hồ. Hồ là tại vì nếu mình nuôi ở dưới đất sình á, mình không thấy được, nhưng mình nuôi hồ á mình sẽ thấy được. Nhưng mà làm cách nào để cho cá con cá mình nó healthy ha. Thì trong đây á, nó có nhiều thành phần cũng giống ở dưới đất sình bởi vậy đó. Đó, mình phải cho người test rồi mình phải làm. Đó, bây giờ ở đây á, một cái như vậy là Kiệt bán 2 đồng. Hai cái này đều giống nhau, mỗi 2 đồng mỗi cái nha. Đó, nhưng mà Kiệt không có bán online, khách hàng phải tới đây, tận tới đây mới mua được. Kiệt không có ship, là lý do tại sao, tại vì mình muốn control cái product của mình nha. Kiệt không có bán ở trên online. Thì năm 2019 á thì Kiệt cũng có nhập khoảng chừng 9 ton là 9 tấn á, 9 tấn bài bo, 9 tấn đây nè. 9 tấn bài bo, mà một tấn như vậy là khoảng chừng 1 tấn á là 7500 cái. Đó, mà 9 tấn như vậy là quý vị biết không, nguyên cái gara của Kiệt là Kiệt bỏ đầy không có chỗ nào đi hết á. Đó.
Thì mọi thứ thực sự cái này cũng là đều Trung Quốc, nhưng mà thường thường lúc mà mình nhập mấy năm trước thì không sao, nhưng mà lúc năm 2019 á, lúc mà Tổng thống Trump mà đang gây cấn với Tàu đó, Trung Quốc, China đó, thì Tổng thống Trump nâng cái giá thuế lên, thường thường mình đóng chỉ 5% thôi. Mà bây giờ sau khi mà lúc mà Kiệt mà đặt hàng thì Kiệt dính cái lúc đó, 2019 lúc đó là 9 tấn. Đó, lúc đó lúc mà Kiệt đi lãnh hàng á, là phải đóng 25% thuế. Quý vị thấy không? Thấy nó ghê gớm không? Nhưng mà bắt buộc mình phải lấy thôi. Tại vì những cái bài bo này á, đều xuất xứ từ Trung Quốc hết. Đó. Thì có nhiều cái người ta nói ồ làm ở bên Mỹ, bên nhiều khi người ta đem qua đây xong người ta đóng cái thùng, hay là người ta mua cát qua đây người ta làm, nhưng mà đa số toàn là Trung Quốc không nha. Cái này Kiệt nhập cái này là 2019 là 9 tấn, rất là nhiều, mà 1 tấn là 7.500 cái được, rất là nhiều ha. Đó. Và kế tiếp là Kiệt sẽ chia sẻ, bây giờ mình đã xong rồi cái bài bo ha. Tùy theo túi tiền của quý vị lựa chọn cái bài bo nào tốt. Tốt là không, cái tất sự cái nào cũng tốt, nhưng mà thời gian nó dài hay nó ngắn là do nếu mà đất nó nung á, nó nung, cái độ nung nó có, nếu mà nó nung cao thiệt là cao và nung thời gian dài thì cái độ bền của nó, quý vị không, cái độ bền nó rất là chắc nha. Chắc Kiệt không có guarantee cái này là trọn đời, cái gì nó cũng gì không có gì mà trọn đời, nhiều khi vài chục năm mình đã mừng rồi ha. Và sau kế tiếp là Kiệt xin giới thiệu cái thùng mà để đựng cái bài bo ha. Đây là cái thùng này là đựng cái bài bo. Cái thùng này á là 55 gallon, quý vị không thấy cái thùng mà nó xấu không? Nhưng mà lý do Kiệt làm cho khách hàng của Kiệt á, even giống như chủ chợ food khô nè, hay là nhà hàng quán ốc nè, mai mốt Kiệt có cơ hội, bây giờ Kiệt bận quá, nhưng mai mốt có cơ hội Kiệt sẽ đi tới mấy cái chỗ khách hàng của Kiệt đó, mấy cái chỗ nhà hàng Kiệt sẽ quay cho quý vị coi. Nhưng mà bây giờ trời nó mùa đông với Kiệt hơi bận đó, nếu mà có cơ hội Kiệt sẽ đi tới chỗ mấy cái nhà hàng khách hàng của khách hàng của Kiệt á, sẽ Kiệt sẽ quay cho quý vị chia sẻ cùng quý vị nha. Bây giờ mình quay lại cái thùng. Quý vị thấy cái thùng của Kiệt không? Nó rất là ugly đúng không? Xấu không? Nhưng những cái thùng này á, Kiệt mua lại của người ta. Thường thường quý vị mà mua một cái thùng mới giống như vậy nè, 55 gallon đó, nó nặng lắm nha. Nó nặng đó. Lý do tại nó dặn tại nó dày lắm. 55 gallon nếu mà quý vị mua mới á 200 đồng. Nhưng mà Kiệt mua cái cũ. Nhưng mà cái cũ này người ta dùng cái gì? Nhiều khi trong đây mấy cái thùng này ta đựng giống như cái mấy cái chocolate đó, mấy cái kẹo chocolate hay là hot dog đồ đó. Đó, người ta đựng người ta dùng một lần thôi. Mỹ nó sang lắm, nó dùng một lần thì nó bỏ, thì mình mới mua lại, mình mua. Nhưng là quý vị nhớ là cái này chỉ dùng những cái gì cho đồ ăn của mình ăn thôi. Còn những cái giống như xà bông hay là mẹ chemical, cái thùng đựng chemical hay thùng đựng xà bông đừng nên dùng. Tại cho dù mình rửa sạch rồi một thời gian á, mấy cái chất nó đã đóng trong cái thùng rồi. Đó. Nếu mình không để ý á, mấy cái chất nó tiết ra thì cá mình sẽ chết. Quý vị nên để ý dùng cái này nha. Chọn một cái thùng cũng rất là quan trọng. Quý vị sẽ chọn cái thùng nào giống như là người ta đựng đồ ăn nha. Đồ ăn mình có thể ăn được nha. Đồ ăn được thì cá không chết, nhưng mà quý vị có nhiều cái thùng nó giống như vậy nhưng mà nó đựng mấy cái kem cồ hóa học hay là bằng xà bông đó, mình rửa sạch cỡ nào nhưng mà nó đã thấm vô đây rồi. Quý vị bỏ những cái bài bo vô đây một thời gian á, với cá của quý vị nó sẽ yếu, đừng nha. Phải chọn cái thùng nào đựng đồ ăn nha. Lý do tại sao mà Kiệt chọn cái thùng này mà cái thùng không màu trắng mà lại cái thùng màu xanh, cái thứ nhất, cái thùng này quý vị thấy cái thùng này không, cái độ dày của nó đó, độ dày của nó rất là dày nha. Quý vị thấy cái độ dày của nó rất là dày. Để làm gì? Một thời gian á, tại làm mình làm cái filter chỉ làm một lần thôi. Làm cái này á, khoảng chừng cả trăm năm cái thùng này không có vấn đề gì hết.
Cái thứ hai, tại sao chọn Kiệt không chọn màu trắng mà Kiệt chọn màu xanh nha. Cái thứ nhất á, cái màu xanh á, lúc mà trời nắng á, mặt trời nó không có chiếu vô đây được. Nếu mà nó chiếu vô đây á, nó sẽ diệt hết mấy con vi khuẩn của quý vị nha. Nha, với quý vị nhớ nha. Nhớ lại á, là cái này nó rất là dày nha. Nó dày khoảng chừng 3 inch, 2-3 inch vậy đó. Nó rất là dày nha, rồi nó rất là nặng. Đó, quý vị không có sợ một thời gian nó không có sợ nó hư. Cái thứ hai là nó bảo vệ bio bo của quý vị. Ở trong bio bo nó có vi khuẩn nha. Đó, vi khuẩn nó sẽ tốt cho cá. Bởi vậy nếu mà mình chọn cái màu trắng đó là nó sẽ không tốt. Trời nắng á, là nắng nó sẽ chiếu vô cái bio bo thì nó sẽ diệt con vi khuẩn. Bởi vậy quý vị thấy không, những cái filter của Kiệt á, lúc nào Kiệt cũng lấy tấm liner á, tấm mũ xe đó Kiệt che lại. Mùa hè even Kiệt có màu xanh Kiệt cũng che, Kiệt phòng hành phòng bệnh hơn là chữa bệnh nha. Nhớ là nắng không được chiếu vô cái filter của mình. Cái đó cho nắng ha, giống như mùa lạnh đi. Mùa lạnh thì nó nóng quá, nó lạnh quá. Đó, thì cái những cái màu xanh nó sẽ bảo vệ xung quanh. Lý do tại sao nó dày, rất là dày, nó bảo vệ xung quanh, nó sẽ ấm cho mấy con vi khuẩn ha. Cái thứ hai, lúc mà quý vị biết không, trời mưa, trời gió, nếu vị mà không có bao lại, nhiều khi nước mưa ở đây á, ở trên nước mưa ở trên trời á, là nhiều cái chemical lắm, mà nó rớt xuống cái filter của quý vị á, nhiều khi nó cũng giết vi khuẩn ở trong cái filter. Quý vị làm ơn lúc nào cũng che lại cái filter. Cái thứ nhất là nắng không có thể diệt được vi khuẩn. Cái thứ hai, nhiều khi trời mưa đó là nó sẽ rớt vô đây, nó sẽ diệt cái filter, mấy con bacteria ở trong này. Tại vì mấy con bacteria, mấy là mấy con vi khuẩn của mình á, muốn nó sống ở đây rất là khó nha. Và Kiệt coi ở trên YouTube á, có nhiều người người ta nói là mình phải bỏ cái e, gọi là cái bubble, mà cái hơi e sôi bọt lên á. Quý vị không cần phải làm những cái đó, đừng có không có cần. Theo kinh nghiệm bé nhỏ của Kiệt, quý vị không có cần. Lý do tại sao? Giống như con vi khuẩn, giống như cái mình đi, mình đang giống như Kiệt đang ở Sacramento đi. Cho dù Kiệt đi chơi ở New York hay là đi về Việt Nam đi, Kiệt đi chơi cho đã, đi vòng vòng thì mình cũng biết quay và lại Sacramento đúng không? Con vi khuẩn nó cũng khôn giống như mình vậy đó. Sau khi mà nó lọc cái phân, nó ỉa ra rồi nó ăn những cái phân đó đó, nó chạy vòng vòng rồi rốt cuộc nó cũng chạy vô mấy cái bio bo, nó trốn vào trong đó thôi. Quý vị không có cần phải bỏ mấy cái e chạy vòng vòng cho mấy cái bio bo chạy vòng vòng, nó tốn điện lắm. Kiệt chỉ recommend là nên khuyên quý vị làm những gì mình cần thiết, những cái gì mà mình không cần thiết, mình tốn điện quá không có cần. Không cần phải bỏ e bubble hay là cái hơi nó bay bay lên, không có cần vậy. Cứ để mọi thứ nó bình thường. Thấy Kiệt, quý vị thấy không, cái hồ của Kiệt cũng 1000 mấy con cá, cái hồ đâu có bự, vẫn sống, vẫn healthy. Và những khách hàng của Kiệt giống như là mấy chủ nhà hàng hay là mấy chủ chợ, người ta cũng thấy không quý vị không? Những khách hàng của Kiệt đều làm cái thùng này không à. Tại sao người ta mua mấy cái kia mấy ngàn đồng bạc mà trong vòng 1-2 năm cái nước nó đen xì à. Đó, Kiệt mới đi tới thay cho anh Thơm bữa hổm á. Tới cái hồ của ảnh á, nhìn xuống hồ của ảnh rất là đẹp, nhiều cá bự lắm nha, nhưng mà nhìn không có thấy cá. Tại vì á, một thời gian vài năm á, cái filter á, nó không có thể handle nổi được đó. Rồi trong đây mấy con vi khuẩn nó chết thì nó không có convert nitrate để cho cá mình healthy đó. Đây hôm nay là đề tài là Kiệt sẽ chia sẻ nhiêu đó thôi nha. Mình chọn cái bio bo vào, chọn cái thùng. Và thời gian kế tiếp nữa thì Kiệt sẽ chiếu quay phim là Kiệt sẽ cắt cái thùng làm bio bo, làm cái hồ lọc nước, cái thùng lọc nước hay gọi là filter for the koi fish á, làm như thế nào Kiệt sẽ làm từ step để chia sẻ với quý vị nha. Thì Kiệt cũng xin dừng đề tài này ở đây. Kiệt thì ăn nói chưa có trôi chảy cho lắm, làm mất lòng mọi người ha. Nếu có điều chi sơ sót xin mọi người rộng lượng tha thứ bỏ qua cho ha, ngàn lời cảm tạ. Nếu quý vị nào chưa có thời gian đăng ký hay còn gọi là nhấn chữ subscribe màu đỏ đó, nếu mà chữ subscribe đã chuyển sang màu đen rồi là quý vị đã đồng nghĩa là quý vị đã ủng hộ con rồi nha, xin đừng nhấn nữa nha. Con xin phép dừng đề tài này ở đây. Hẹn gặp lại các video kế tiếp. Bye bye, thank you very much for support, thank you all my customer come to my place and we work together. Thank you.
Thank you so much all my customers. Bye bye. Take care.